bây giờ thì rất ông muốn ăn uống không? Không sao, không sao, không sao, không sao. Sao bà? Bà, sao bà lại đánh ông? Sao bà lại đánh ông? Chúc mừng sinh nhật mẹ nhá. Chúc mừng có quà chứ. Đây đây. Con nói với mẹ cái đống này cũng ối tiền à? Cái này cứ để chân nó cháy á. Vâng. Ờ không tắt điện à? Mẹ tắt điện đi cho xịt xịt đi xem nào. Nào, tắt điện đi. Cứ có cái quạt này không mà chẳng. Nó vẫn còn quay. Ui giời ơi, mẹ vào mẹ ước đi. Mẹ ước đi. Mẹ ước đi. Mẹ ước ước cho ông bà mãi khỏe mạnh này. Ông bà vô bên mãi mạnh khỏe này. Con càng ngày càng trưởng thành này. Các cháu ngoan. Mẹ ước đi. 50 tuổi rồi, mẹ hãy ước đi. Ước là sống 100 tuổi. Ừ. Ước sống 100 tuổi. Thế bà ước sống 120. Chúc là bố mẹ con là năm nay là con đi giao đâu? Buôn bán gặp nhiều may mắn. Gấp 5 gấp 10 năm quá. Đúng. Chứ bà không chúc mẹ con tí nào. Bà chúc mẹ chúc mạnh khỏe này. Sang năm làm lên thêm cho cô quân trong đi ai 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 trong năm 22 vâng là có con dâu con dâu nào giờ có chị Hà bé. Anh à thế mà hai vợ chồng là sống hạnh phúc với nhau là đến đầu bạc răng rụng luôn răng long không biết đến bao giờ nhưng cứ là đi để đây mọi người thấy này ô cái ảnh đang bị khoe cái ảnh thì này vứt ảnh ra rồi đấy, đấy, nó có tung tăng không cái này mà mới năm ngoái cho mọi người ạ. Thôi con mời ông về. Anh đã tặng hoa em đâu mà anh đã chén bánh của ô em. Ô kìa. Anh đã tặng hoa em. Con nói với bố là con đã đầu tư cho bố rất là đầu cuối rồi đi chứ không phải là. Chứ con như này con dí vào con tặng mẹ này đấy cũng được nhưng đây con đã đầu tư cho bố bông hoa hồng. Đấy. Anh đứng sang. Không tặng hoa nó phải với tay như thế này cơ, phải với tay. Chị em mãi không giảm. Ai nhà? Thế mẹ bây giờ chưa khoan ăn, mẹ thì chưa ăn, ông bà mới bố ăn đi. Mẹ nêu cái cảm nhận của mẹ xem nào. Cảm nhận của mẹ là bố chúc mẹ là trẻ mãi không già nhưng mà mẹ lại chúc bố được nhiều sức khỏe để nằm bờ vai cho mấy mẹ con mình dựa. Con là con không phải sinh nhật bố nhưng cứ chúc bố là mặt không có vết nứt như ngày xưa là mặt không có vết nứt ấy. Đây ông ăn thì ông ăn cái bánh này xem có ngon không? Cái bánh này con đặt ở mãi trên huyện đấy. Ngon. Ồ. Mẹ, con nói mẹ mẹ ăn thử đi. Ăn xong cho mẹ ăn cái bánh kia. Ăn cái kia chắc là mẹ ưng ý đấy. Con nghĩ là con ăn nhá. Đen là cái sô cô la đen đấy chứ. Thôi được rồi, bỏ cái ảnh ra không để cắt ai này ăn cái ảnh thì không nhai được. Ồ, ta để nến 50 tuổi. Ta để nến 50 tuổi rồi mà. Bánh sinh nhật của con dâu. À. Thứ hai thôi. Ồ, thế bố sinh nhật vào ngày nào đấy buồn? Mẹ thì hôm nọ con biết là mẹ chưa tìm được sinh nhật rồi. Đường đi rồi mà. Đây 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 mọi người đây cái đội này. Cái đội này đội khách mời mà. Mà cắt bánh đến 90 tiếng đồng hồ rồi mà đội này khách mời mới tới đây. Chúc bà Lý sinh nhật vui vẻ nhá. Quà của cháu Sơn. Ôi, Sơn có quà cho bà thôi cơ. Ôi trời chắc là để ăn rồi. Sơn đâu? Sơn quay đây đây chào chú cho nào. Bây giờ chú. À, Sơn nhảy cho chú xem cái điệu này. Chú đố chú nhảy cho con đấy. Con chào phụ cho ông bà. Cái điệu nào nhảy cho chú xem nào. Đâu? Cái nào Sơn có điệu nhảy ác á. Thôi giải quyết ăn đã cho xong nhá. Cắt bánh cho Sơn với anh Vững chịu hết đi. Em biết lại chưa? Em biết lại rồi. Thế à? Này anh Vương. Ơi, mặc đẹp gì? Sơn ăn được miếng to, ăn miếng quá. Ăn đúng hoa. Ăn đúng hoa hả? Ăn đúng hoa. Hai anh ăn thêm nhá. Ôi giời, rất ông muốn ăn uống mà.
Sao bà? Bà, sao bà lại đánh ông? Sao bà lại đánh ông? Con nó bánh sinh nhật nhá. Vâng. Chú nhìn rớt nhỉ. Chúc cho con. Ông thích người ta có bán nó nhìn xem nó đấy, mẹ bố nó chẳng chú lắm. Này. Chúc cho con. Ông đây. Đấy giờ mà chúng thấy quay video là lúc nào? Cái video mà em đã bị phết đi một ngón tay đấy. Cái hộp chiên xôi mà đã bị phết đi một ngón tay 15 ngày đấy. Cái này đang chừng xe nó bị thủng xăm. Xe bị thủng xăm hả? Xe bị thủng xăm cái chỗ mà mua Enginter đấy hả? Xe bị thủng xăm ở chỗ. Bà Lý làm món kia là xôi gà có xôi. Gà có xôi đây. Gà có xôi. Bên trong đấy. Bố ăn đã, con đã. Ok rồi. Cái này có ăn được. Anh con này ở Facebook mà cứ giấy cho anh lên thì chết chắc. Bà Lý làm chuyên nghiệp nhỉ? Làm chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Mỗi lần mua của Diu đấy, mỗi lần mua của Diu ăn thế nào, hay ăn cay lắm, làm là thứ nhất, thì chiên thì nó cứ toát ra ra, thì sau này cũng bỏ phải ôm bôi, mua ăn đã, bằng ra đập kỹ vào xong cho vào tủ lạnh. Nhưng mà phải nói là cái kỹ thuật thật làm cái này là phải nấu sôi hơi rớt một tí đúng không? Đúng rồi, cho vào tủ lạnh xong là để cho nó đông vào. Vâng, cho ra nè, quần này cho ra nè. À, 1, 2, 3, bóng tay. À, 1, 2, 3, bóng tay. Đấy. Không biết chả bát mỡ mọi người mà ăn. À, 1, 2, 3, bóng tay. Thôi, thôi. Không, không, đúng chưa? Cái này là bao tay, cắm bát thì bằng nhẹ nhàng hơn. 1, 2, 3, bóng tay. Đây, 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 đây. Đây, đây, đây. Đấy là sao? Cho Sơn nhá, con ăn cái này chưa? Không, 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 chứ không nhân. Hả? Ăn được. Còn bên đấy, sang đây là sao cơ? Ăn được. Cháu đi gãy chưa? Huế. Đấy rồi. Cháu đi gãy chưa? Ăn được. Cho ra đấy được rồi hả? Ăn được. Đấy. Đây mới cho. Thế là con đây đậu rồi, nó hơi ít dần nhưng mà giờ chưa trong nhà. À, thằng thế à? Con ra ăn có 6 cân thì chết đi. Con nhà thằng lớn mấy con nhà Giang thì nó 5 cân nó còn bé hơn thế này cơ, nó cứ như con chơi choi bởi vì Giang nào tiền Giang Giang An ấy. Tiền Giang mà có quán anh lợn rừng dài 20 mét thì đấy, ở đấy bảo đấy. Dài hơn 20 mét. Ôi giời, nháy không, 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 không
bánh này, bánh này, bánh này, bánh kia, bánh này, bánh này, bánh này, hôm nghĩ là cho thấy con bé đấy là con nhập cường, con nhập cường nó ship nó không mà ra là mọi thứ ăn ngon đấy, ăn không ngon đây cho con đây rồi trong quần ăn ngày bay tiền trước mà con dâu nhà ông Mạc nó về nó bán ở ở cổng ấy hả? Sao chứ giờ mấy ai người ta được bán được cả mua cái này thì ta làm mới được ăn được cái có bên cái bàn ăn nó như kiểu là cái bánh giò và lộ không bánh giò và lộ luôn ngán nó ngán hơn cái này ăn nhân nhân thì ngon không cái này ngon hơn cái đó là ăn hai đồng ngoài cái này thì nó cao cấp hơn là nó đắt hơn cái giò và lộ 12.000 bây giờ 12.000 bây giờ 12.000 nó no, có vui lấy cho bác nữa không lấy cho bác nữa lấy con nữa nhà bác đã bảy nghìn đi nhà lấy cái cháu nha lấy cái cháu lấy hạt 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 sao nó cứ nhìn cái hạt hạt đó mà cái hạt nó cũng hoa không được rồi để ở đây cho quá cứ ngồi nhìn chứ đây gì ít thôi, không phải luôn ra. Con đau bụng. Cái ông này bố rồi. Cái cô bé qua đi. Tao xin ông. Mà nó mà tới cũng biết được. Tới mà ăn không biết được. Không biết lại biết được. Cái nhà sang suốt ngày mà không biết được. Mà cái nhà thì thỉnh thoảng biết được. Biết được. Nó mới hạt nó lớn rồi, nó ngọt ngọt rồi nào. Đây là hạt đường. Ăn gọi đi. Con xin bà, con xin không. Không. Không ăn được, không ăn. Không ăn hết được. Không ăn thì. Ông cố điều mà. Ông ăn nước, cô ăn. Ông lấy nhiều thế. Còn nhìn cái người với cái mặt thì đúc ở Hùng ra cái mồm thôi cơm no rượu say rồi thì tình hình là bye bye mọi người. Covid hôm nay chúng ta giải tán sớm rồi. Xin chào mọi người. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại năm sau.